Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào thành phố Sochi của Nga theo dõi Thế vận hội. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi kết thúc các cuộc tranh tài và các vận động viên ra về? Theo tường trình của thông tin viên Brian Allen của đài VOA, đó là di sản của sự lãng phí và xuống cấp. Mời quý vị theo dõi video sau đây. Đây là sân vận động Olympic Fields, một trong 7 cơ sở thi đấu mới tinh của Thế vận hội mùa đông Sochi ở Nga. Pháo hoa được dùng trong buổi tập dượt lần cuối cho lễ khai mạc. Nhưng chính những gì sẽ xảy ra sau khi Thế vận hội bế mạc mới là điều gây quan ngại cho bà Lisa Delby Narati, một giáo sư về quản lý thể thao tại trường đại học George Washington. Đây là Thế vận hội mùa đông đầu tiên có công viên Olympic, nơi tất cả 7 địa điểm tranh tài đều được xây dựng riêng cho Thế vận hội ở một khu vực riêng. Và tôi không nghĩ rằng đây là hình mẫu tốt nhất, bởi vì cả 7 địa điểm xếp vòng tròn như vậy chẳng có ích gì cả. Dàn trải khắp khu vực thì tốt hơn. Cuộc tranh tài ước tính sẽ tiêu tốn 50 tỷ đô la cho Nga. Vào lúc chi phí đăng cai Thế vận hội tăng vọt, bà Delby Narati nói lên kế hoạch cho phù hợp là điều thiết yếu, nhất là sau khi Thế vận hội kết thúc. Sử dụng tất cả các cơ sở sau Thế vận hội sẽ là một thách thức. Đây là sân vận động quốc gia ở Bắc Kinh và trung tâm bơi lội quốc gia trong Thế vận hội mùa hè 2008 ở Bắc Kinh. Còn giờ là tổ chim và khối nước. Trung Quốc phải khó khăn mới thu hút được khán giả đến những cơ sở này. Vào những ngày lễ, du khách có lẽ mới tận dụng được sân vận động 91.000 chỗ ngồi này, nửa tỷ đô la bỏ ra để xây và được dùng làm hậu cảnh để chụp hình. Đây là công viên Thế vận hội ở Athens 8 năm sau Thế vận hội mùa hè 2004. Hoang phế, cỏ dại mọc đầy và công chúng không vào được. Ngay cả Thế vận hội London năm 2012 hứa hẹn sẽ hồi sinh khu phía đông thành phố, mang lại các kết quả tốt xấu lẫn lộn. Nó giống như một công trường khi người ta đang thi công, như công viên náo nhiệt trong thời gian Thế vận hội. Rồi khi mọi việc đã xong thì như gánh xiếc rời khỏi thành phố vậy. Ông Bob Sweeney là lãnh đạo của nhóm DC 2024, một nhóm vận động đưa Thế vận hội mùa hè 2024 đến thủ đô Washington của Mỹ. Ông nói Thế vận hội London là điển hình hoàn hảo của ý tưởng xây dựng cơ sở tạm thời. Nhà thi đấu bóng rổ là một thí dụ tuyệt vời của một công trình bằng thép, nội thất chất lượng cao, bọc bằng chất dẻo, và được tháo dỡ ngay khi Thế vận hội kết thúc. Chi phí chỉ bằng 1/3 tổn phí của một dự án xây dựng vĩnh viễn cho Thế vận hội. Ông Sweeney hứa sẽ sử dụng những cơ sở tạm thời khi xin đứng ra tổ chức Thế vận hội ở Washington. Các địa điểm tranh tài và cơ sở tạm thời có thể được giảm cấp sau Thế vận hội sẽ xuất hiện trong nhiều đơn xin đăng cai Thế vận hội sau này. Họ dựng lên 7 cơ sở theo hình tròn mà không có gì xung quanh cả. Thoạt đầu, có 2 cơ sở chỉ mang tính cách tạm thời và sau đó sẽ được rời tới một địa điểm khác sau Thế vận hội. Nhưng rồi kế hoạch lại thay đổi. Bà nói bà lo ngại về tương lai của các cơ sở đó sau khi Thế vận hội kết thúc.